Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của mình. Đấy, thì mình đang chuẩn bị đi chơi một cái trận liêng lớn này. Đấy, thì mình đang chuẩn bị đồ thì tiện đây, mình cho anh em xem luôn. Đặc biệt là những anh em nào mà đang xa bờ nhá. Những anh em nào mà đang xa bờ, anh em đang thua tha quá nhiều thì anh em nên theo dõi video này của mình để giúp cho anh em là lấy lại những cái gì mà anh em đã mất. Anh em đi chơi liêng này, anh em đặt bài. Đấy, anh em chỉ cần bỏ đi một lá cho mình là bài của anh em sẽ là bài lớn nhất. Đấy, bài của anh em sẽ là bài lớn nhất. Rất là ok luôn này, anh em thấy không ạ? 7 điểm lớn nhất. Mình việc đặt bài phát là anh em đã biết được bài nào bài lớn nhất rồi. Một con máy đánh bài hỗ trợ cho anh em đi chơi liêng 3 cây, tất cả bộ môn liên quan đến bài lá cực kỳ ok này. Đặt bài này. Đấy, bỏ đi 4 lá mà. Chia, bài mình lớn nhất luôn. Đấy, liêng 567, anh em nhìn thấy không? Rất là ok cho anh em này. Đấy, anh em hãy nhanh tay liên hệ đến số hotline trên màn hình cho mình 0937604 4. Anh em gọi điện trực tiếp, nhắn tin qua Zalo để nhận được giảm giá ưu đãi 50% chỉ duy nhất trong ngày hôm nay cho anh em. Những anh em nào mà xa bờ, anh em hãy nhanh tay liên hệ để giúp cho anh em là gỡ lại những gì mà anh em đã mất, giúp cho anh em là người luôn luôn giành chiến thắng khi đi chơi các bộ môn liên quan đến bài lá anh em nhé. Đấy, anh em chỉ cần một thao tác rất là đơn giản, đặt bài, bỏ đi một lá, bỏ đi một lá, sau đó chia, bài anh em sẽ là bài lớn nhất. Đấy, anh em thấy không ạ? Lại liêng, bài lại 9 điểm đúng không ạ? 9 điểm gặp 567, tắt điện luôn. Đấy, một cái con máy đánh bài hỗ trợ cho anh em đi đánh bài lá cực kỳ là ok luôn. Góc báo rộng, tốc độ báo nhanh, chuẩn xác, cực kỳ hiệu quả cho anh em này, đặt bài luôn này. Đấy, bỏ đi một lá này, chia này. Đấy, lúc nào bài mình cũng lớn nhất luôn, đánh với cả làng đánh thoải mái luôn. Đấy, lại 10 đi quy này, anh em đúng không ạ? Lại 10 đi quy này, rất là ok này. Con máy này hỗ trợ cho anh em chơi tất cả các bộ môn liên quan đến bài lá, ví dụ như sâm lốc, ba cây, liêng, phỏng, chắn, bài cào, binh sập sám, binh Ấn Độ. Đấy, những cái bộ môn nào mà chơi liên quan đến bài lá mà anh em hay chơi đều có thể hỗ trợ cho anh em được hết anh em nhé. Đấy, máy thì là hình thức giống một con iPhone 7 Plus, cực kỳ là đẹp. Đấy, đi chơi màn hình tắt tối bình thường này, anh em nhìn này. Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy, mở ra hoàn toàn không có gì đúng không ạ? Đấy, khóa màn hình hiện này, chơi bình thường luôn. Đấy, đặt bài máy nhận luôn. Đấy, hạ dấu quát là máy báo 4 luôn, bỏ đi 4 lá cho anh em luôn, chia, không lớn nhất không lấy tiền. Đấy, 9 điểm anh em thấy không? Rất là ok. Một con máy này khi anh em đi chơi là anh em sẽ đeo một cái tai nghe. Đấy, ví dụ như dòng máy này đây, mình sẽ cho anh em xem tai nghe của nó. Đây, anh em có thể nhìn tai nghe siêu nhỏ, đeo vào tai thì hoàn toàn là không thấy gì nhá. À, máy sẽ báo qua tai nghe, rất là ok cho anh em này. Hỗ trợ cho anh em đi chơi ở tất cả các cái sân chơi sòng sới khó. Nhiều anh em bảo mình ấy, là khi anh em đi chơi ấy, ở các cái sân chơi sòng sới khó thì là người ta sẽ rất là kỹ đúng không? Cho anh em xem luôn con máy này nhá. Khi anh em đi chơi này, ví dụ anh em đặt ở đây đi, ví dụ anh em đặt ở đây nhá, đặt ở cạnh của anh em này, anh em có thể bỏ một con điện thoại khác lên trên. Ví dụ đây mình lên, ví dụ một con điện thoại khác này mình đặt lên trên này, mình đặt bài cho anh em cùng nhìn. Đấy, bỏ đi 5 lá này. Đấy, đặt một con điện thoại khác lên vẫn báo bình thường. Đấy, anh em thấy không ạ? Lại liêng luôn. 4 ván, 3 ván liêng rồi thì không có lý do gì mà anh em không thắng được đúng không ạ? Bài anh em lúc nào cũng lớn nhất, đánh tự tin thoải mái luôn. Đấy, kể cả bài anh em 1-2 điểm máy báo, anh em vẫn đánh mắt máy cho mình. Tại vì sao? Tại vì máy báo là chuẩn. Đấy, anh em thấy không ạ? Mình có thể là để kín kín dưới chân này nhá, anh em nhìn này, mình để kín dưới chân này, mình đặt bài này, máy báo 1, bỏ đi 1 lá, chia. Đấy, anh em thấy không ạ? Rất là kín luôn. 7 điểm, rất ok này. Đấy, anh em thấy không? Mình để một cái điện thoại khác lên bình thường, mình để tiền lên bình thường, mình để dưới chân này, gầm chân này mình bình thường. Đấy, khi đặt bài mình chuyển đặt bài đến cái hướng mắt camera này được này ha. Đấy, máy báo 3 này,
bỏ đi ba lá cho mình, rất là ok. Đấy, 10 ván như 10 luôn anh em nhé. Đấy, 9 cụ luôn này. Đấy, vậy thì một con máy mà anh em có thể lắp sim nghe gọi sử dụng bình thường, và một con máy anh em có thể lắp sim nghe gọi sử dụng và anh em có thể là đi đánh bài kiếm lại tiền được, thì anh em hãy lựa chọn đầu tư con máy nào. Đấy, anh em đầu tư con máy này nhá, thời gian anh em không chơi ấy, thì anh em để dùng thay thế một chiếc điện thoại bình thường của anh em, Facebook, Zalo thoải mái anh em nhá, lắp sim vào nghe gọi bình thường. Đấy, nên là anh em nào mà còn đang phân vân đấy thì anh em hãy nhanh tay liên hệ đến số hotline trên màn hình cho mình, 0937604 duy nhất trong ngày hôm nay giảm giá 50% cho anh em, còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ. Đấy, thì những anh em nào mà muốn trải nghiệm trực tiếp về các cái bộ sản phẩm máy đánh bài này ấy, thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên mình để trải nghiệm anh em nhé. Bên mình có hai cơ sở cho anh em lựa chọn, cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em cứ đến trực tiếp cơ sở bên mình, gọi điện đến số hotline trên màn hình, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm về các cái bộ sản phẩm luôn. Còn anh em nào ở xa, bên mình nhận gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện. Anh em nhận hàng được phép kiểm tra hàng, sau đó thanh toán tiền. Đấy, rất là ok cho anh em. Thì khi anh em nhận hàng ấy, thì anh em có thể gọi video bên mình hướng dẫn cho anh em để kiểm tra hàng anh em nhé. Đấy, thì ngoài bộ sản phẩm máy ra thì bên mình còn rất nhiều bộ sản phẩm khác liên quan đến cờ bạc bịp, ví dụ như sóc đĩa, bầu cua, tài xỉu, bài lá. Đấy, nên anh em muốn tìm kiếm bộ sản phẩm nào có thể liên hệ đến số hotline để được bên mình tư vấn tốt nhất và hiệu quả nhất anh em nhé. Thì cuối video, cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình.